Nhà văn nổi tiếng Mark Twain từng nói: "Một, hãy tìm một công việc bạn thích và bạn sẽ không phải làm việc một ngày nào trong đời. 2. Lo lắng giống như trả một món nợ mà bạn không mắc nợ. 3. Bí quyết của việc tiến lên phía trước là hãy bắt đầu ngay. Bí quyết để bắt đầu là chia các việc phức tạp, nặng nề thành các việc nhỏ có thể quản lý được và sau đó bắt đầu từ việc đầu tiên. 4. 20 năm nữa từ bây giờ, bạn sẽ thất vọng vì những điều bạn không làm hơn là những điều bạn đã làm. Mở hút thắt dây thừng, cho thuyền rời khỏi bến an toàn, căng buồm lên đón gió, thám hiểm, mơ ước, khám phá. 5. Tránh xa những người xem thường hoài bão của bạn. Những người nhỏ bé luôn làm vậy, nhưng những người thực sự vĩ đại khiến bạn cảm thấy bạn cũng có thể trở nên vĩ đại.